여기는 호치민에서 수상 인형 극장을 하는 롱방 인형 수상 인형 극장입니다. 롱방. 네. 그러죠? 중반호와 롱방이라고 돼 있죠. 네, 롱방 수상 인형극 물에서 인형극을 하는 겁니다. 네. 시간은 6시 30분. 오후 6시 30분에 하루에 한 번밖에 안 한답니다. 시간 맞춰서 와야 됩니다. 좀 전에 한 4시인가 와서 시간 맞춰서 다시 왔습니다. 롱방 수상 인형 극장을 찾았습니다. 자, 롱방. 저기 있죠? 저쪽이 이제 표를 끊는 데입니다. 1인당 30만 동. 뭐 파이바 바짜뭉잉 30만 동을 결제하고 롱방 요 극장 입구로 들어가면 됩니다. 여기가 롱방 인형 수상 인형 극장입니다. 지금 들어가려고 사람들이 준비하고 있습니다. 여기 네, 여기는 롱방 수상 인형 극장입니다.
Thank you.
thế của kỳ chữ N đấy, em lo chả kiếm chiều qua thế bằng lớp chăn lo thì em lại đi thở lau cắt cử nhau trông. Cái thế nhưng mà cái nghề gõng này không phải chung nó cái loại là ghét đây bạn con nào. Ừ thế bà nói nhà tôi đâu rồi? Đây, bà ơi, bà ra trông giúp tôi cái đàn Việt đằng kia lên chơi. Đúng đấy, phải trông ngoan cho nó cẩn thận, ở kéo cáo bắt mất đi ông ạ. Bà nói đúng rồi, phải trông nó cho cẩn thận, chứ không là cáo nó mang hết vịt đấy mà nói. Đúng rồi. Này bà ơi, nhìn cái đàn Việt nhà mình, sao đây con nào con ấy cũng béo bấp mà bấp bếp này bà ra nhé. Này cái đàn vịt nhà mình, con nào con đấy, nó cái béo thì cũng mà cũng mít nhà mình nhây. Này ông ơi, ông vừa thì sang kia tôi đi đâu? Thank you.
con ra xem. Ôi, muốn sơ thử. Thank you.
Thank you.
mở đầu ngày hội là trò đua liền, hôn đầu chít khăn điều, hôn đoài mang khăn lục, hôn mục vật khăn vàng, tất cả mấy các bạn chờ lên ba nó. Thank you.
Chiến mặt lưu đau.
thôi.